Chainsaw Man là một thợ săn quỷ cực kỳ nổi tiếng hiện nay. Cậu đã lập khế ước với một con chó quỷ tên là Pochita để sở hữu cơ thể cưa máy, đánh bại kẻ thù. Tuy nhiên, dù nổi tiếng là như vậy, nhưng thân phận thật sự của Chainsaw Man là ai vẫn còn là một bí ẩn. Nỗi sợ của con người chính là yếu tố cốt lõi để tạo nên loài quỷ của ta. Nỗi sợ càng lớn thì loài quỷ càng mạnh. Ở cái nước Đông Lào này có một nỗi sợ khác vượt qua tất cả các nỗi sợ còn lại. Đó chính là nỗi sợ deadline. Deadline công việc, học tập, KPI. Tao chính là con quỷ deadline. Tao sẽ dí deadline cho cả nhân loại này. Ai cũng sẽ phải chạy deadline. Anh em ơi, bật trực tiếp lên. Ai phát sóng trực tiếp nhá. Rồi nhá, ok nhá. Nhanh lên đi, trượt cái tin này là vỡ mồm đấy này. Ui, chuẩn luôn. Một con quỷ xuất hiện ở thành phố. Ui, tin này chắc chắn là hot rồi. Lên trượt, lên trực tiếp nhá. Lên rồi. Được nhá, lên nhá, bây giờ bắt đầu lại. Xin được chào đón tất cả các bạn khán giả đang xem live stream trên kênh Ping Lê TV. Hiện tại thì chúng tôi đang phát sóng trực tiếp một sự kiện diễn ra ở công viên Thống Nhất. Đó chính là một con quỷ tự xưng là quỷ deadline đang đe dọa sự an nguy của toàn thành phố. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Quỷ deadline rất nguy hiểm. Các bạn nhớ subscribe và like, share để ủng hộ cho kênh Ping Lê TV nhá. Cảm ơn bạn Giang Tham Lam đã donate cho mình nhá. Cảm ơn Hà Sai donate cho mình nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Mẹ đứng giữa đường. Nay là chủ nhật chứ gửi Valentine Halloween như mà ăn mặc như cái thằng rồi. Ôi. Sao tôi làm đến đây này? Ôi, không ổn rồi. Con quỷ này mạnh hơn rất nhiều những con quỷ thông thường. Phải làm nào đây? Chúng ta cần thợ săn quỷ. Chainsaw Man đâu? Mau đến cứu chúng tôi! Chainsaw Man đâu? Ai là Chainsaw Man? Mau tiêu diệt con quỷ đi! Ta nghe nói ở đây có thằng quỷ cưa Chainsaw Man là nổi tiếng nhất. Mang nó ra đây so tài với ta, xem nó có thoát khỏi việc chạy deadline không. Đây là ai? Tao là thợ săn quỷ, đến đây để tiêu diệt ngươi. Đúng rồi, cái phong thái như thế này không thể nhầm đi đâu được. Chắc chắn là Chainsaw Man. Không là mày chứa Chainsaw Man? Không phải. Ở đây là Việt Nam, và ta đã bắt tay với cả một con quỷ có nỗi sợ hãi cực kỳ lớn tại nơi đây. Nỗi sợ ở Việt Nam á? Đây là nỗi sợ gì? Nỗi sợ dép Lào. Què gì vậy? Hả? Đi đây. Ta chính là quỷ tóc Lào. Vãi cẩu. Trung bình ở Việt Nam mỗi năm có đến 80% trẻ em bị bố mẹ cầm tóc Lào ném vào người. Và những điều đó đã dần dần trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ và đã tạo nên ta. Quỷ tóc Lào. Tóc Lào men. Bạo lực gia đình đến cái mức mà đến đôi dép Lào mà cũng thành nỗi sợ được. Đúng vậy. Phụ huynh ở đây cực kỳ nghiêm khắc. Đây là ai, nhân vật nào đây? Ở đây là Việt Nam, nơi sản sinh ra những loài quỷ mạnh nhất thế giới. Những nỗi sợ tột cùng không ai tưởng tượng ra nổi. Đồng ý là không nhầm lẫn được nữa rồi. Đây chính là... Mày chính là Chainsaw Man đúng không? Không. Ta chính là quỷ móc treo quần áo. What? Tệ luôn, nhiều khi mình tệ hiểu được. Lại cái gì nữa đây? Sao móc treo quần áo trở thành quỷ là như thế nào? Ở Việt Nam trung bình mỗi năm có 90% trẻ em bị bố mẹ lấy móc quần áo ra để vút vào đít và đánh vào người, để lại cho lũ trẻ những sang chấn tâm lý liên quan đến móc quần áo. Từ đó nỗi sợ ấy đã tạo ra ta, quỷ móc quần áo. Sao dân cửa đây biển sao đây nhỉ? Cái thể loại đồ vật gì cũng có thể biến thành quỷ được. Chúng mày có sợ cái gì nốt đấy? Lột ra đây xem nào. Nếu mày nói thế thì xem ra tao phải xuất trận thôi. Máy quay. Nhân vật nào đây?
Tao đại diện cho một loại vũ khí mà 99% người dân nơi đây ai cũng phải sợ hết. Chính là nó rồi. Mày chính là Chainsaw Man đúng không? Chính xác. Chính là người này. Chainsaw Man. Đó chính là cái này. Cái chổi á? Tao chính là quỷ chổi. Trung bình mỗi năm có tới 99,9% trẻ em bị phụ huynh sử dụng chổi để đánh vào người, khiến lũ trẻ ai ai nhìn thấy cái chổi cũng cảm thấy sợ hãi, và từ đó sinh ra một loài quỷ vượt trên tất cả, đó chính là quỷ chổi ta đây. Thế cuối cùng là không có Chainsaw Man mà chỉ có mấy cái đồ vật gia dụng ngu ngốc rồi thôi sao? Đừng coi thường bọn ta. Hãy xem ta đây. Cơ thể của mình làm sao này? Cơ thể mình đang muốn chết đất rồi. Mình phải chạy quanh hồ 100 vòng bằng đôi dép tông này á. Không! Quỷ đất rồi. Hãy đợi đấy. Deadline phải móc đủ 100 cái áo, không thể chậm trễ được. Áo đâu rồi? Áo đâu? Quỷ điên lên, ta sẽ trả thù. Deadline, mình phải quét sạch cái công viên này bằng cái chổi của mình. Cứu tôi với. Tè luôn, nhiều khi mình tè hiểu được. Ta đã nói rồi, quỷ deadline là đáng sợ nhất. Và giờ ta sẽ tăng cường độ lên để biến tất cả người dân quanh đây phải chạy deadline đến chết. Dừng lại. Mày đi làm gì? Mày đi phỏng vấn tao à? Mày định xuất hiện sao? Mày nhắc chưa? Lượt view là bao nhiêu rồi? Bây giờ hơn 1 triệu người đang xem rồi. Mày thì đã lúc để trở nên nổi tiếng rồi. Thế giới sẽ được biết ai mà chính là Chainsaw Man. Mày là ai? Cái kéo này. Không lẽ mày là... Đã đến lúc giết quỷ thôi. Nhân sâu men, mày đi rồi. Dưới nào? Tới đi nào. Tại sao nó không phải chạy đi lại? Đơn giản thôi. Đi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến thôi. Tao lúc nào cũng đi muộn. Vãi cả. Deadline không đẻ ra tao. Tao đẻ ra deadline. Không rồi. Tao nghe nói đây nổi tiếng cao su giá rất. Tao lại gặp phải cái thằng chúa rẻ cao su ở đây. Tao không tin. Hãy xem chữ thức cuối của tao đây. Mặc dù chỉ có thể sử dụng chiêu thức này đúng một lần duy nhất, nhưng nó có tác dụng điều khiển thời gian của một vật thể nhất định. Mày sẽ bị lão hóa và hóa thành cát bụi ngay lập tức. Mày thua rồi. Rất tiếc nhưng quỷ đất lại người thua rồi. Mày nói cái gì? Ta biết trước là người sẽ sử dụng chiêu này nên ta đã đi trước một bước rồi. Anh nhìn đi. Không thể nào. Đây chính là chiêu thức mà ta luyện tập mãi mới có thể hoàn thiện được. Vé sầu lột xác, chuyển đổi cơ thể. Không. Kết thúc rồi. Quỷ deadline. Yeah.
được đánh bại dưới tay Chainsawman. Quả là vinh dự của ta. Chiến thắng rồi. Cuối cùng thì cả thế giới cũng biết được Chainsawman là ai rồi. Quân à, quên nói với mày, đúng lúc mày biến hình thì mày hết pin rồi. Thì mày hết pin rồi. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Thôi xuống đây mà, đi chiêu rồi. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Hello các bạn ơi, hãy like, share, comment và subscribe để Pinh Lê có thêm động lực ra nhiều sản phẩm thú vị và ấn tượng hơn nữa nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.